Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 6 tháng 10 của FBNC với những tin tức nổi bật sau. Khoảng 148 máy bay quân sự Trung Quốc được báo cáo đã xuất kích thẳng vào vùng trời Đài Loan chỉ trong 4 ngày đầu tháng 10. Tuy vậy, nếu xét ở bức tranh rộng lớn hơn, kể từ khi Trung Quốc bắt đầu màn thăm hỏi đầy sát khí này vào năm ngoái, số lượng chuyến bay đã gia tăng đến con số khủng. Tính riêng trong năm nay, tín hiệu đe dọa của Trung Quốc với Đài Loan tăng gấp đôi so với năm ngoái. Không chỉ là lượng lờ chiến cơ, Trung Quốc còn tuyên bố dư sức làm tê liệt khả năng phòng thủ của Đài Loan. Sự mạnh tay của Trung Quốc đã thành công đẩy Đài Loan vào những phút giây căng như dây đàn. Bất chấp mọi lời răn đe, ý chí và sự quyết tâm trở thành pháo đài phòng thủ giữ biển trước mọi vị khách không mời là chiến lược tiên quyết của hòn đảo. Mới đây, Đài Loan quyết tâm đưa sát thủ hàng không mẫu hạm vào đội hình đối phó Trung Quốc. Cuộc hành trình đối đầu Bắc Kinh may mắn là Đài Bắc không hề đơn độc, đơn cử như Pháp vẫn ấn định chuyến thăm Đài Loan bất chấp lời răn đe từ Trung Quốc. Liên quan đến câu chuyện Pháp gạch mặt Hoa Kỳ vì phỏng tay trên hợp đồng tàu ngầm với Úc, ngoại trưởng Mỹ đang phải nỗ lực khôi phục lại lòng tin của Pháp trong chuyến thăm Paris của mình. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Afghanistan sẽ cấp lại hộ chiếu cho công dân sau nhiều tháng trì hoãn. Sự cố đứng hình của Facebook có thể do một hành động phá hoại của Ý. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 6 tháng 10 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Liên tiếp trong những ngày gần đây, thế giới được dịp nhìn thấy thế nào là sự bành trướng uy lực của quân đội Trung Quốc. Khi Đài Loan báo cáo chỉ trong 4 ngày đầu tháng 10, lực lượng không quân Trung Quốc đã điều động 148 máy bay quân sự tiến thẳng vào vùng nhận dạng phòng không IDIZ của hòn đảo. Thế nhưng để thấy rõ hơn mức độ thi triển binh lực của quân đội Trung Quốc, cơ quan phòng vệ Đài Loan MND đã làm báo cáo thống kê tổng số lần vùng trời Đài Loan bị khuấy đảo. Theo đó, từ lần khởi động đầu tiên của không quân Trung Quốc vào tháng 3 năm 2019 cho đến tháng 10 năm 2021, đã có hơn 600 vụ xâm nhập của máy bay quân sự Trung Quốc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh phòng không của Đài Loan, MND cho biết. Các phi vụ quân sự của Trung Quốc vào Đài Loan đã tăng hơn 50% so với năm ngoái. Các sứ mệnh này là một phần trong chiến lược vùng xám nhằm tìm cách làm mỏng lực lượng hải quân và không quân của Đài Loan. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế định nghĩa chiến thuật vùng xám là một nỗ lực hoặc một loạt nỗ lực tuy không mang khả năng gia tăng thành những thông điệp gây chiến, nhưng được tiến hành lặp đi lặp lại nhằm đạt được các mục tiêu làm tổn hao sức phòng thủ của đối phương. Đáng chú ý, đội hình mà Trung Quốc cất cử vào vùng trời Đài Loan không chỉ là các máy bay trinh sát thông thường, mà là những cường kích chiến đấu từ thế hệ thứ tư như J-16, Su-30, máy bay ném bom H-6 và cả máy bay tác chiến xăng ngầm. Sự mạnh tay của Trung Quốc đã thành công đẩy Đài Loan vào những phút giây căng như dây đàn, thậm chí Đài Lục còn tuyên bố dư sức làm tê liệt khả năng phòng thủ của Đài Loan. Bất chấp mọi lời răn đe, ý chí và sự quyết tâm trở thành pháo đài phòng thủ giữa biển trước mọi vị khách không mời là chiến lược tiên quyết của hòn đảo. Hiện tại, Đài Loan đã đưa vào trang bị một lớp tàu chiến tàng hình mới, được gọi là sát thủ hàng không mẫu hạm vì bổ sung tên lửa. Song song đó, hòn đảo cũng đang phát triển các tàu ngầm của riêng mình. Ngoài ra, để thực hiện được kế hoạch này, cơ quan phòng vệ Đài Loan MND vừa tuyên bố sẽ chi thêm 240 tỷ Đài tệ, tương đương 8,6 tỷ đô la cho ngân sách quân sự trong 5 năm tới, chủ yếu dành cho vũ khí của lực lượng hải quân, bao gồm tên lửa và tàu chiến. MND cũng cảnh báo rằng mối đe dọa từ Trung Quốc vẫn còn đó và sẽ ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết. Nguồn tin từ Reuters cho biết khoảng 64% số tiền sẽ được chi cho các loại vũ khí chống hạm như hệ thống tên lửa đất đối đất Quan Chiên và phiên bản nâng cấp của tên lửa Hi Sung Feng 2i, tên lửa tấn công đất liền Hi Sung Feng. Bên cạnh đó, kế hoạch trị giá 148,9 tỷ Đài tệ sẽ được hòn đảo dùng để sản xuất hàng loạt tên lửa trong nước và tàu hiệu suất cao. Trong phần mở đầu cho đề xuất này, cơ quan phòng vệ Đài Loan đặc biệt lưu ý các mối đe dọa và khiêu khích quân sự từ Trung Quốc chỉ có theo chiều hướng tăng lên mỗi ngày. Đặc biệt, Trung Quốc cũng không ngừng tăng chi tiêu quân sự, đặc biệt là mua máy bay chiến đấu và tàu đổ bộ tiên tiến, cũng như tăng cường hoạt động của không quân và hải quân Trung Quốc gần Đài Loan. Phía Đài Loan cho biết, nhanh chóng xây dựng các năng lực phi đối xứng là điều cốt yếu để ngăn chặn hiệu quả một cuộc chiến với Trung Quốc. Chẳng hạn như Đài Loan đang gắn một số tên lửa của mình trên xe tải, thay vì đặt chúng trong các căn cứ cố định để đối thủ khó tìm và phá hủy chúng hơn. Lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn đã coi việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và tăng chi tiêu quân sự là ưu tiên hàng đầu để chứng tỏ khả năng tự vệ của hòn đảo. Điều đáng nói trong cuộc hành trình lựa chọn chống lại những màn răng đe của Đài Lục.
Đài Loan đã bất ngờ nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ các nước trên trường quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, đang trở thành một người bạn lớn, hậu thuẫn cho rất nhiều kế hoạch nâng cao tiềm lực quân sự của hòn đảo. Vào thời điểm căng thẳng đầy nhạy cảm giữa Đài Loan và Trung Quốc, thế nhưng cơ quan ngoại giao của hòn đảo vẫn tự tin tuyên bố về việc một nhóm thượng nghị sĩ Pháp, bao gồm một cựu bộ trưởng quốc phòng sẽ đến thăm Đài Loan trong tuần này, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho biết, phái đoàn sẽ do ông Alain Richard, người đứng đầu nhóm hữu nghị Đài Loan của Thượng viện Pháp. Người từng là bộ trưởng quốc phòng nước này từ năm 1997 đến năm 2002, dưới thời Tổng thống Jacques Chirac dẫn đầu. Theo Reuters, ông Richard đã đến thăm Đài Loan hai lần trước đây vào năm 2015 và 2018. Bà Âu cho biết Đài Loan bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm động khi nhóm thượng nghị sĩ Pháp đã mặc kệ những áp lực từ Trung Quốc và giữ nguyên chuyến thăm đến Đài Bắc. Trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày, các thượng nghị sĩ dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các quan chức cấp cao, bao gồm cả lãnh đạo Thái Anh Văn. Được biết, Pháp giống như hầu hết các nước không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng trước đó quốc gia này đã bán vũ khí cho hòn đảo, bao gồm 6 khinh hạm vào năm 1991 và 60 máy bay chiến đấu Embraer 2000 vào năm tiếp theo. Và tháng 3 năm nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris đã cảnh báo chống lại các nhà lập pháp gặp gỡ các quan chức Đài Loan, khiến Bộ Ngoại giao Pháp phản đối, cho biết các thượng nghị sĩ Pháp được tự do gặp bất kỳ ai họ muốn khi họ có chuyến đi nước ngoài. Chính quyền Đài Loan đã tố cáo áp lực của Trung Quốc đối với họ và nói rằng họ sẽ bảo vệ tự do và dân chủ của hòn đảo, và chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ. Liên quan đến câu chuyện rạn nứt mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pháp, kể từ sau khi Liên minh An ninh AUKUS Mỹ-Anh-Úc được thành lập nhằm duy trì trật tự ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết hôm thứ Ba ngày 5 tháng 10, ông sẽ có cơ hội khôi phục lòng tin của Pháp đối với Hoa Kỳ trong cuộc hội đàm tại Paris sắp tới. Sự vụ AUKUS khiến tình hình trở nên căng thẳng là vì hợp đồng tàu ngầm hạt nhân mà Úc đạt được với Mỹ và Anh đã khiến cho hợp đồng tàu ngầm truyền thống của Úc với Pháp bị hủy bỏ. Chính vì điều này mà Paris trở nên tức giận và cho rằng mình đã bị đâm sau lưng. Nguồn tin từ Reuters cho biết, ông Blinken hiện đang ở Paris để tìm cách xây dựng lại quan hệ ngoại giao với Pháp. Khi được hỏi làm cách nào để trấn an lòng tin của người Pháp về Hoa Kỳ, ông Blinken nói rằng sẽ có cơ hội cho điều đó trong cuộc nói chuyện với người đồng cấp Pháp, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Cơn giận của Pháp cho sự vụ lần này hoàn toàn không phải là trò đùa, khi Pháp đã nhanh chóng rút đại sứ của mình tại Hoa Kỳ về nước ngay khi AUKUS được thành lập. Tuy vậy, rất may là sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, thì vào ngày 29 tháng 9, Đại sứ Pháp đã trở lại Mỹ để tiếp tục công việc của mình. Trở lại với tình hình ở Afghanistan, một quan chức cấp cao của chính quyền Taliban cho biết quốc gia Nam Á sẽ bắt đầu cấp lại hộ chiếu cho công dân của mình vào thứ Ba ngày 5 tháng 10, sau nhiều tháng trì hoãn đã cản trở nỗ lực của người cố gắng chạy trốn khỏi đất nước sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát vào tháng 8. Quan chức này cho biết việc cấp hộ chiếu vốn đã chậm lại ngay cả trước khi Taliban trở lại nắm quyền sau khi quân đội Mỹ rút lui. Hiện tại, các loại giấy tờ để xin cấp hộ chiếu sẽ không có gì khác so với dưới thời chính quyền trước đó. Alam Gui Hakani, quyền người đứng đầu văn phòng hộ chiếu, nói với các phóng viên ở Kabul rằng khoảng 5.000 đến 6.000 hộ chiếu sẽ được cấp mỗi ngày. Việc thực hiện các bước như xin trắc học hoặc các thủ tục để làm hộ chiếu cho công dân nữ sẽ phải do các nhân viên nữ thực hiện. Nizan Aman, một cư dân của Kabul, cho biết rằng cô cảm thấy nhẹ nhõm vì văn phòng cấp hộ chiếu đã mở cửa trở lại để một thành viên trong gia đình có thể lấy giấy tờ để đi ra nước ngoài điều trị y tế. Taliban cũng nói với các phóng viên rằng hiện đang xử lý những bước cuối cùng cho 25.000 người nộp đơn xin cấp hộ chiếu. Hiện vẫn còn khoảng 100.000 đơn đăng ký ở giai đoạn giữa đang chờ xử lý. Các nhân viên quân đội Anh được nhìn thấy đang lái xe cung cấp nhiên liệu từ các kho chứa ở miền nam nước Anh vào thứ Ba ngày 5 tháng 10, sau khi chính phủ ra lệnh cho quân đội hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu tài xế xe tải nghiêm trọng. Video từ phóng viên Reuters cho thấy một số người mặc trang phục quân đội đang lái xe tải và vào bên trong các kho chứa nhiên liệu ở Hemel Hempstead và Purley ngoại ô London. Chuỗi cung ứng của Anh cho mọi thứ, từ thịt heo, gia cầm và xăng dầu, đến thuốc và sữa đã căng thẳng đến mức bị phá vỡ do tình trạng thiếu lao động sau cuộc khủng hoảng Brexit và Covid-19. Tuần trước, tình trạng hoảng loạn mua nhiên liệu trong bối cảnh thiếu hụt tài xế xe tải vận chuyển nhiên liệu đã gây ra cảnh hỗn loạn trên khắp các thành phố lớn với hàng dài người xếp hàng trước các trạm xăng.
Các bộ trưởng Anh đã nhiều lần phủ nhận rằng cuộc khủng hoảng nhiên liệu có liên quan đến Brexit và khiến tình trạng thiếu tài xế xe tải trở thành một vấn đề toàn cầu, mặc dù các nước láng giềng châu Âu khác không phải xếp hàng tại các trạm xăng. Trong một thông tin đáng chú ý khác liên quan đến sự cố Facebook bị đứng hình gần 6 giờ đồng hồ vào hôm thứ Hai ngày 4 tháng 10, khiến 3,5 tỷ người dùng không thể truy cập vào mạng xã hội Facebook, Instagram hay các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Messenger. Trong một bài đăng thông báo sau đó, công ty Facebook cho biết nguyên nhân sự cố là do thay đổi cấu hình bị lỗi. Tuy vậy, phía Facebook không nêu rõ ai đã thực hiện thay đổi cấu hình và liệu nó có được lên kế hoạch hay không. Một số nhân viên Facebook giấu tên đã nói với Reuters trước đó rằng họ tin rằng sự cố ngừng hoạt động là do lỗi nội bộ trong quá trình chuyển lưu lượng truy cập Internet đến hệ thống của nó. Các nhân viên cho biết lỗi của các công cụ liên lạc nội bộ và các tài nguyên khác phụ thuộc vào vùng mạng đó để hoạt động đã làm gia tăng lỗi này. Đáng chú ý, các chuyên gia bảo mật đã không loại trừ khả năng có sự phá hoại cố ý đã nhúng tay vào. Theo Reuters, sự cố ngừng hoạt động của Facebook là sự cố lớn nhất từng được theo dõi bởi nhóm giám sát web Dow Director. Sự cố ngừng hoạt động là đòn giáng thứ hai vào gã khổng lồ truyền thông xã hội trong nhiều ngày sau khi một người tố cáo công ty liên tục ưu tiên lợi nhuận hơn là kiềm chế lời nói căm thù và thông tin sai lệch. Hậu quả của sự cố mới nhất đã khiến Facebook mất khoảng 545.000 đô la Mỹ doanh thu quảng cáo mỗi giờ trong thời gian ngừng hoạt động, theo ước tính từ công ty đo lường quảng cáo Standard Media Index. Khi thế giới đổ xô vào các ứng dụng cạnh tranh như Twitter và TikTok, cổ phiếu của Facebook đã giảm 4,9%, mức giảm hàng ngày lớn nhất của họ kể từ tháng 11 năm ngoái. Cổ phiếu Facebook đã tăng khoảng 0,5% trong giao dịch chốt phiên ngày thứ Hai sau khi hoạt động trở lại. Tôi xin lỗi đối với mọi doanh nghiệp nhỏ và lớn, những gia đình và cá nhân phụ thuộc vào chúng tôi. Giám đốc công nghệ của Facebook Mark Zuckerberg đã tweet và nói thêm rằng có thể mất một thời gian để hoạt động lại bình thường 100%. Jonathan Sutrain, giám đốc trung tâm Internet và xã hội Permanent Sky của Harvard, đã bình luận rằng, về cơ bản, Facebook dường như đã để quên chìa khóa trong chiếc xe đã khóa của mình. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một thông tin thú vị về robot đưa thư được ghi nhận tại Hy Lạp. Theo Reuters, để giúp giải quyết công việc với cường độ gấp 3 lần bình thường, một đội robot màu vàng nổi bật được hỗ trợ bởi trí thông minh nhân tạo đã được tuyển dụng vào dịch vụ bưu chính tại quốc gia châu Âu. 55 robot tự động với 4 bánh xe nhỏ, hay còn gọi là AMR, đang tất bật chạy quanh trung tâm phân loại của Helensport ở ngoại ô Canary phía bắc Athens để xử lý khối lượng bưu kiện ngày càng tăng từ việc mua hàng trực tuyến. Đây là một phần của chương trình tái cơ cấu kỹ thuật số của công ty nhà nước. Công việc chính hiện tại của đội robot này đó là hỗ trợ phân loại thư và kiện hàng tại trung tâm. Các robot tự động quét mã bưu chính, cân gói hàng và điều chỉnh hướng bằng các cảm biến, đổ hàng vào các bao tải thư tương ứng được thiết lập xung quanh một nền tảng trong trung tâm phân loại. Giám đốc điều hành của Helensport, George Constantopoulos chia sẻ với Reuters rằng, cho đến gần đây, dưới áp lực thời gian, việc phân loại khi được thực hiện bằng lao động thủ công thường xảy ra sai sót, gây chậm trễ giao hàng cho khách hàng và tăng chi phí cho công ty. Tuy vậy, giám đốc Constantopoulos cho biết, mục đích không phải để thay thế các công nhân bằng robot, mà là để tăng cường lực lượng lao động, hỗ trợ cho con người và làm cho có hiệu quả hơn. Bởi kết quả cuối cùng là tốc độ phân loại bưu kiện tăng gấp 3 lần, đảm bảo giao hàng vào ngày hôm sau cho khách hàng của chúng tôi. Công ty cho biết tới 80% công việc phân loại bưu kiện đã được chuyển sang các robot, giúp tăng tốc độ phân loại lên 250%. Các robot có thể xử lý 168.000 bưu kiện nặng tới 15kg mỗi ngày. Cứ sau 4 giờ, chúng cần 5 phút để được sạc lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng FBNC trong các bản tin tiếp theo.